Lễ hội thiết kế London thường niên ngày hôm qua đã trở lại với người dân thủ đô London, Vương quốc Anh trong một nỗ lực hồi sinh lĩnh vực sáng tạo của nước này vốn đang phải vật lộn để phục hồi sau nhiều tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Hầu hết các sự kiện trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra ngoài trời tại nhiều địa điểm khắp thành phố London. Du khách cũng có thể tùy chọn tham dự một số sự kiện trực tuyến để mang lại trải nghiệm an toàn hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Là một trong những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được trưng bày năm nay, The Hot House, công trình có cấu trúc gợi nhớ đến những ngôi nhà kính thời Victoria, đang thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng tại khu Stratford, phía đông London. Các loài cây ở trong ngôi nhà này được tạo ra từ những loài có thể phát triển khá mạnh ở London mà không bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Vì vậy, vào năm 2050, các loại cây này có thể mọc tự nhiên ở bên ngoài trời khi khí hậu ở London nóng dần lên. Chúng tôi muốn nhấn mạnh thực tế rằng sự ấm lên toàn cầu đang xảy ra ở đây và biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục xảy ra nếu chúng ta không có hành động gì. Nhiều tác phẩm sắp đặt khác được lấy cảm hứng từ đại dịch COVID-19 cũng gây ấn tượng mạnh tại sự kiện này. Lễ hội thiết kế London sẽ diễn ra từ nay đến ngày 20 tháng 9.